Mến chào quý khán giả đang đến với chương mục Thuế và Đời sống, chương trình do Cục Thuế Tây Ninh và Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp thực hiện. Chuyên mục Thuế và Đời sống kỳ này có chủ đề Chi cục thuế khu vực Tân Biên Tân Châu tăng cường tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế. Thưa quý khán giả, để bắt kịp xu hướng của cuộc cách mạng 4.0, Cục Thuế và các chi cục thuế đã chủ động chuyển đổi công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế bằng phương thức điện tử. Kết quả cho thấy công tác tuyên truyền hỗ trợ đạt hiệu quả cao hơn bởi sự lan tỏa và tiết kiệm. Thời gian qua, Chi cục thuế khu vực Tân Biên Tân Châu đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền có hiệu quả, hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn. Trong bối cảnh Quốc hội, Chính phủ ban hành liên tiếp các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, thì cơ quan thuế đã tích cực tuyên truyền để người nộp thuế được tiếp cận chính sách thuế một cách nhanh chóng, được giải đáp vướng mắc kịp thời, tạo điều kiện cho người nộp thuế được biết và thực hiện đúng quy định pháp luật và được hưởng những quyền lợi chính đáng của mình. Hàng năm, Cục Thuế tỉnh đã thực hiện việc xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn phổ biến chính sách pháp luật về thuế cho người nộp thuế, người dân và các cơ quan, tổ chức khác trên địa bàn, duy trì và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp người nộp thuế giảm thiểu thời gian, tiết kiệm chi phí để tiếp cận và thực hiện các thủ tục hành chính thuế bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú. Trên cơ sở đó, Chi cục thuế khu vực Tân Biên, Tân Châu đã triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn mình quản lý, từ đó góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chung của ngành thuế tỉnh. Tại bộ phận một cửa, thường xuyên bố trí công chức có đủ năng lực, trình độ và thái độ nhiệt tình, đồng thời trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị hiện đại để tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn và trả lời vướng mắc nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế khi đến làm việc tại cơ quan thuế. Thì cái công tác tuyên truyền đến trong thời điểm hiện nay thì Chi cục thuế rất quan tâm đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền từ cái khâu mà lập kế hoạch đến chọn một cái đối tượng để tuyên truyền để phù hợp, để có hiệu quả. Thì trong công tác tuyên truyền nó cũng được đổi mới. Thì thời gian gần đây thì đối với chính sách mà về gia hạn cho người nộp thuế thì sau khi mà có nghị định về gia hạn thì Chi cục thuế cũng đã lập kế hoạch tuyên truyền qua các hình thức như Zalo, gửi email, rồi tham mưu với ủy ban huyện phát trên đài truyền thanh để cho người dân và người nộp thuế biết. Chi cục thuế khu vực Tân Biên Tân Châu tập trung phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn hỗ trợ người nộp thuế về các chính sách và thủ tục hành chính thuế, nhất là các quy định mới được ban hành hoặc sửa đổi bổ sung. Thường xuyên đưa tin về hoạt động của ngành thuế, phản ánh những hoạt động của ngành thuế hướng tới người nộp thuế, đồng thời cùng người nộp thuế tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, đồng thời phản ánh những nỗ lực của ngành thuế trong công tác quản lý thuế, thực hiện tốt nhiệm vụ thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước, xây dựng hình ảnh nâng cao uy tín của ngành thuế trong cộng đồng xã hội. Tuyên truyền, tôn vinh, tuyên dương kịp thời các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh giỏi, thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước. Phê phán, lên án mạnh mẽ các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, chây ì không nộp thuế. Điểm nhấn của chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, đó là mới đây, Chính phủ cũng vừa ban hành Nghị định số 64 gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024. Đối với chính sách gia hạn của Chính phủ, sau khi có nghị định về gia hạn thì Chi cục thuế khu vực Tân Biên Tân Châu nhận thấy đây là một chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh nên đã kịp thời tuyên truyền đến các doanh nghiệp trên địa bàn. Đối với chính sách ưu đãi mới này, doanh nghiệp có vốn để mua nguyên vật liệu sản xuất và các khoản vay ngắn hạn để giải quyết tiền lương, tiền công. Đây là một tin vui cho doanh nghiệp và hộ cá nhân kinh doanh. Đây là năm thứ năm kể từ năm 2020, chính sách này được đưa ra và áp dụng để nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn của đại dịch COVID-19. Và ngay cả thời điểm hiện tại, khi dịch bệnh đi qua đã lâu, nhưng Quốc hội, Chính phủ vẫn tiếp tục đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp trong giai đoạn phục hồi. Thì vừa qua, Chính phủ cũng ban hành nghị định về giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8%, thì nó cũng... Riêng bên doanh nghiệp mình là sản xuất tinh bột sáng thì nó cũng được hưởng lợi từ cái chính sách này. Thì nó được một cái là nó giúp cho doanh nghiệp mình có thêm có nguồn vốn để tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo công an việc làm cho lao động địa phương và giảm bớt một phần vốn vay cho doanh nghiệp.
Đối với chính sách thuế gia hạn đối với doanh nghiệp thì tôi thấy là nó cũng rất là hay so với lại các cái cộng đồng về cái doanh nghiệp, thì giúp cho họ là thêm được cái tài chính để mà họ hoạt động. Đó. Thì tôi thấy là nó cũng rất là hay. Đối với lại công ty tôi á, thì nó cũng có một cái tác động tích cực là cũng giúp cho một phần cho công ty được có thêm cái nguồn lực tài chính để hoạt động. Trong công tác tuyên truyền, mạng xã hội được xác định là một phương thức tuyên truyền hiệu quả bởi tính kịp thời và thuận tiện. Song cơ quan thuế cũng rất coi trọng các việc đối thoại trực tiếp cùng doanh nghiệp. Chi cục thuế đã tổ chức hội nghị trực tiếp để phổ biến hỗ trợ các tổ chức, hộ kinh doanh về các chính sách thuế mới, các nghị định mới ban hành. Như vậy có thể thấy, dù là truyền thống hay hiện đại, thì công tác tuyên truyền chính sách thuế đều phải dựa trên nhu cầu của người nộp thuế. Để cung cấp các thông tin mà họ cần, vừa giúp chính sách lan tỏa sâu rộng, vừa giúp người nộp thuế hiểu và thực hiện đúng pháp luật thuế. Thời gian qua, nhờ chú trọng việc tuyên truyền mà các doanh nghiệp, cửa hàng, địa điểm kinh doanh đã chấp hành tốt quy định áp dụng hóa đơn điện tử. Trên cơ sở đó, cơ quan thuế phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, quản lý thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định đối với các vi phạm về thuế, hóa đơn, chuyển ngay hồ sơ sang cơ quan công an xử lý vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Sau khi chính phủ có triển khai về vấn đề xuất hóa đơn điện tử trong lĩnh vực xăng dầu á, thì tôi cũng đã triển khai phổ biến đến toàn thể nhân viên của công ty đó, rồi hướng dẫn các nhân viên nghiệp vụ về kỹ thuật xuất hóa đơn điện tử xăng dầu. Trong thời gian sắp tới thì doanh nghiệp thì cũng cố gắng đảm bảo việc triển khai hóa đơn điện tử xăng dầu, cố gắng hoàn thiện tốt hơn, phục vụ tốt cho chính sách thuế của nhà nước. Tính đến 31 tháng 5 2024, trên địa bàn chi cục thuế khu vực Tân Biên, Tân Châu quản lý là 35 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã thực hiện cái hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Số hóa đơn điện tử lũy kế đến 31 tháng 5 2024 là 151.628 hóa đơn. Tổng số doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc trên địa bàn chi cục thuế khu vực Tân Biên quản lý là 41 đã thực hiện là hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Tổng cộng là 41 doanh nghiệp đạt 100% theo cái chỉ tiêu kế hoạch đặt ra. Trong thời gian tới, chi cục thuế khu vực Tân Biên, Tân Châu tiếp tục tuyên truyền đến người dân và doanh nghiệp khi mua hàng là phải lấy hóa đơn để tham gia chương trình lựa chọn hóa đơn may mắn do cơ quan thuế tổ chức. Với xu thế chuyển đổi số toàn diện đời sống kinh tế xã hội, đòi hỏi công tác tuyên truyền, hỗ trợ về thuế cũng phải chuyển mình để bắt kịp yêu cầu. Theo đó, bên cạnh việc phát triển các kênh tiếp cận theo phương thức điện tử về tuyên truyền như hộp thư điện tử, Zalo, Facebook, Chi cục thuế Tân Biên đã tổ chức nhiều hội nghị để trao đổi, giải đáp vướng mắc, hướng dẫn chính sách và thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp trên địa bàn. Thì trong thời gian tới thì Chi cục thuế thì mà ngày một cái đổi mới cái theo cái phương thức tuyên truyền, chẳng hạn như là tích cực tuyên truyền qua Zalo, rồi email, rồi mời cái nhóm mà đối tượng cần phải tuyên truyền á là tuyên truyền đối thoại trực tiếp á, thì nó sẽ hiệu quả hơn mà khi mình tuyên truyền rộng rãi mà nó không có chú trọng đến cái đối tượng mà nó đối tượng mà cần phải tuyên truyền. Mặc dù vậy, Chi cục thuế khu vực Tân Biên, Tân Châu cũng cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền chính sách thuế còn gặp nhiều khó khăn do số lượng doanh nghiệp trên địa bàn rộng, trong khi số lượng công chức thực hiện công tác tuyên truyền, hỗ trợ lại hạn chế. Việc xây dựng, biên tập, cập nhật nội dung có thời điểm chuyên nghiệp, khối lượng công việc phát sinh liên quan công tác báo cáo, nghiên cứu, đánh giá, tham gia ý kiến, liên quan quy định chính sách pháp luật thuế nhiều và thường xuyên, cũng như nhiều người nộp thuế còn e ngại các khoản chi phí phát sinh khi chuyển đổi, áp dụng các ứng dụng quản lý thuế mới. Để khắc phục những khó khăn này, trong thời gian tới, Chi cục thuế khu vực Tân Biên, Tân Châu tiếp tục đổi mới và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, giải đáp vướng mắc về thuế, hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền, hỗ trợ kịp thời cho người nộp thuế về các chính sách thuế mới.
Chi cục thuế cũng sẽ tổng hợp, xây dựng bộ cơ sở dữ liệu hướng dẫn, giải đáp vướng mắc theo các lĩnh vực, trường hợp thường gặp, xây dựng các chương trình hỗ trợ trên cơ sở phân nhóm người nộp thuế nhằm đảm bảo đúng người, đúng đối tượng và đúng vấn đề cần hỗ trợ, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải đáp, hướng dẫn về chính sách thuế, đồng thời tuyên dương kịp thời những tổ chức cá nhân có ý thức chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế, có đóng góp số thu lớn cho ngân sách nhà nước, từ đó góp phần thúc đẩy việc tự nguyện tuân thủ chính sách pháp luật thuế của người nộp thuế và đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Thưa quý vị, có thể nhận thấy, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trên địa bàn, Chi cục thuế khu vực Tân Biên và Tân Châu đã tăng cường đổi mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Kết quả đã cho thấy, nhờ triển khai với nhiều hình thức khác nhau, công tác tuyên truyền, hỗ trợ đạt hiệu quả cao hơn, đặc biệt là với hình thức đối thoại trực tiếp. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Thuế và đời sống kỳ này. Chuyên mục Thuế và đời sống được phát sóng vào lúc 11 giờ 15 phút thứ tư tuần thứ hai của tháng trên kênh TTV11 và trên các hạ tần số YouTube, Fanpage và website chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này kỳ sau.